viên Direct. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 15:30 thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay thì có tôi là Lương Duyên và anh Tấn Hoàng. Chúng tôi là chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Trong chương trình của chúng tôi thì vẫn như mọi khi gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là về kênh cổ phiếu, phần thứ ba là kênh thu nhập cố định, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần cuối cùng là câu chuyện đầu tư. Trước tiên đi vào chương trình ngày hôm nay thì anh Tuấn Hoàng sẽ cập nhật thông tin thị trường cho quý nhà đầu tư. Vâng ạ, chúng ta nhận thấy hôm nay là một cái ngày thị trường này rất là mạnh. VN Index đâu đó giảm mạnh khoảng 5% đúng không? Sẽ có rất nhiều người lo ngại rằng là tại thời điểm hiện tại thì thị trường có nguy hiểm hay không, và nếu như chúng ta đầu tư thì chúng ta đầu tư gì, và hay là câu hỏi còn lại của chúng ta nên cắt lỗ hay không. Thì tôi cho rằng là việc chúng ta mua hay bán, thứ nhất đó là phải dựa trên cái tài khoản chúng ta. Nếu những anh chị nào mà đang cầm margin thì nên đặt câu hỏi là liệu mình có chịu được không nếu như cổ phiếu giảm trực tiếp. Nhưng ở góc độ ngược lại thì đối với những nhà đầu tư sẵn sàng mua thêm thì Tuấn muốn quay lại cái câu chuyện là định giá chúng ta là như nào. Thì sau ngày hôm nay thì cái VN Index đâu đó xung quanh gần 1.300 điểm, và tại mốc này thì nếu theo Bloomberg thì cái P/E của VN Index đâu đó khoảng 17.7 lần. Và nếu như chúng ta biết rằng là đến tháng 3 đến quý 2 này thì cái mức tăng trưởng lợi nhuận của toàn các doanh nghiệp ấy, đâu đó khoảng 30-40%, thì đâu đó gần là hết quý 2 cái mức P/E của thị trường ấy, sẽ về đâu có khoảng 16 lần thì tương đương với mốc trung bình 5 năm gần nhất. Thì quý vị biết rằng là trong 5 năm vừa qua thì thị trường chúng ta là thị trường nó mới nổ và số lượng người tham gia thị trường rất là ít, mặt bằng lãi suất ở mức rất là cao. Thì trong điều kiện như thế thì hiện tại cái lãi suất của chúng ta đã thấp hơn rất là nhiều rồi và số lượng người tham gia thị trường cũng cao lên. Do vậy thì tôi cho rằng là cái mốc định giá trung bình 5 năm đang khá là rẻ, và tôi tin rằng là trong tương lai dài hạn hơn thì P/E thị trường Việt Nam mình sẽ tăng dần theo thời gian. Nguyên nhân là do hai lý do. Một là cái nền kinh tế Việt Nam mình ngày càng mạnh lên, và hai nữa là cái số lượng người tham gia, tức là cái lãi suất cũng ở mức rất là thấp. Đó, thì đấy là hai điều tôi cho rằng là thị trường hiện tại đang rẻ. Chúng ta nhìn qua một số cổ phiếu, ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn, thì Hòa Phát hôm nay đóng cửa ở mốc là 45.000, gần 45.000. Và tại 45.000 này thì cái vốn hóa của thị trường của Hòa Phát đâu đó khoảng là gần 200.000 tỷ, 198.000 tỷ. Chúng ta biết rằng là năm 2018 lợi nhuận của Hòa Phát đâu khoảng là 8.500, đúng không? 8.500. Trong cái điều kiện mà giá thép lúc đó chịu rất nhiều sức ép và ngành xây dựng thì đang bị slowdown, tức là bị giảm dần. Nhưng 2021 này thì cái công suất của Hòa Phát nó tăng gấp 3 lần và lại tăng công suất ở rất nhiều các mảng, như kiểu thép HRC là một mảng có biên lợi nhuận cao rất là nhiều. Thế thì chúng ta nhân là một phép nhân đơn thuần thôi, là nếu như chúng ta nhân cái lợi nhuận theo cái công suất thì Hòa Phát tính quy lại năm nay đâu đó phải được khoảng 27.000 tỷ, mức base tức là mức rất là bình thường, 27.000 tỷ, là lấy 8.500 nhân với cả 3 lần lên cộng thêm một vài cái tăng trưởng công suất nhỏ trong giai đoạn từ 2018 đến nay, đó là 27.000 tỷ. Nếu tính theo 27.000 tỷ này thì PE của Hòa Phát đâu có khoảng 7.3 lần. Và đương nhiên thì trong thời gian đấy thì cái mảng công nghiệp của Hòa Phát đã lên tầm rất là nhiều rồi. 2017 Hòa Phát mới bắt đầu phát triển mảng công nghiệp. 2015-16 bắt đầu phát triển mảng công nghiệp. 2016 bắt đầu phát triển mảng công nghiệp. Thì 2018 nó đâu đó vẫn là một cái chú tí hon trong ngành. Thì bây giờ cái Hòa Phát đã có rất nhiều mảng kinh doanh trở thành mảng lớn trong ngành rồi, như thịt trứng gà, như bò ốc này, vân vân, rất nhiều mảng. Đó, thế thì cái lợi nhuận ở mức cơ bản tôi nghĩ rằng là Hòa Phát đạt được 30 tỷ năm 2022. Thậm chí 2022 thì cao hơn, nguyên nhân là bởi vì sao? Vì họ còn có những cái mảng kinh doanh mới như container này, rồi có bất động sản, rồi thịt, rồi nông nghiệp họ đã bắt đầu dự kiến ra doanh thu năm nay tăng gấp đôi nữa rồi. Đó, thế thì nếu chúng ta nhìn đến mức lợi nhuận Hòa Phát dự kiến khoảng 30-33 tỷ thì cái PE của Hòa Phát đâu đó chỉ có 6 lần. Tôi nghĩ là một mức rất là rẻ và quý vị có thể mua dần. Tuấn không nói đây là đáy nhé, nhưng chúng ta có thể mua dần những cổ phiếu mà giá rẻ như vậy. Trước đây chúng ta rất khó mua những cổ phiếu mà Hòa Phát có thể là PE 6-7 lần thì rất là khó, nhưng bây giờ chúng ta mua lại được. Đó thì quan điểm Tuấn là chúng ta cứ chọn những công ty hàng đầu, rồi có lợi thế cạnh tranh, rồi giá hiện tại khó mua trong 1-2 tới là rẻ, chúng ta cứ đi sẵn sàng mua vào, đừng quá lo ngại. Cảm ơn anh Tuấn. Đây chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là về thông tin vĩ
tham ô. Tin tức đầu tiên đó là EC nâng dự báo tăng trưởng EU, ECB lập tức thay đổi mục tiêu lạm phát lên 2%. Thì ngay sau khi mà EC nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm của EU lên 4,8%, thì ECB điều chỉnh mục tiêu lạm phát lên 2% trong trung hạn và lần điều chỉnh lớn nhất trong lịch sử. Và với điều này thì chúng tôi có đánh giá đó là việc thay đổi mục tiêu lạm phát lần đầu tiên kể từ khi đồng euro ra đời cho thấy là ECB đã thay đổi tư duy về lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng trong thời gian tới sau khi mà phục hồi từ đại dịch Covid-19. Chúng ta nhìn lại cái lạm phát của cái mục tiêu lạm phát của ECB là từ năm 2003 là họ đưa ra mục tiêu là lạm phát ở dưới mức 2%, tức là cứng, tức là người ta đặt cái mốc cứng luôn là ông không được để cái lạm phát với trên 2%. Thì chúng ta nhìn cái biểu đồ, cái đường màu đen, cái đường màu đen trong cái biểu đồ của quý vị đang nhìn thấy, thì cái đường đó luôn luôn gần như là luôn luôn ở mức dưới 2%. Tuy vậy thì khi mà ECB đưa ra một cái thông điệp mới rằng là lạm phát trung bình của tôi sẽ khoảng 2%, điều đó cũng nghĩa là họ sẵn sàng để mức lạm phát được lên cao mức 2%, có thể lên khoảng 2.5-3% đối với cái Fed. Và rõ ràng trong những điều kiện như thế thì họ đã đưa ra một cái confirm giống như kiểu một cái tín hiệu ra thị trường rằng tôi sẽ tiếp tục mua tài sản, tôi sẽ tiếp tục để cái tính thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao. Và trong điều kiện như vậy thì tôi tin rằng là các kênh tài sản rủi ro, đặc biệt là những kênh tài sản có tính lỏng rất là cao thì tiếp tục được hỗ trợ tăng giá. Dạ vâng, và tin tiếp theo đó là thời của chứng khoán, 580 tỷ USD đã được rót vào quỹ cổ phiếu trong nửa đầu năm. Thì trong 6 tháng đầu năm thì các quỹ cổ phiếu nhận được số tiền kỷ lục là 580 tỷ USD. Và dòng vốn 580 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu từ đầu năm đến hiện tại đã giúp cho thị trường chứng khoán và các chỉ số liên tục lập những kỷ lục mới, và chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 15%, trong khi chỉ số FTSE toàn cầu tăng 12%. Và các quỹ cổ phiếu ưa thích của các nhà đầu tư thường nắm giữ cổ phiếu Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Và nếu như mà tốc độ rót vốn này được tiếp tục trong nửa cuối năm thì tổng giá trị tiền chảy vào quỹ cổ phiếu sẽ cao hơn 20 năm trước cộng lại. Thì với tin tức này, lãi suất cổ phiếu rất là thấp hoặc là dưới không là lý do chính khiến cho thị trường chứng khoán hấp dẫn hơn. Với các nền kinh tế tiếp tục mở cửa kinh doanh trở lại thì chứng khoán vẫn sẽ tiếp tục thu hút đầu tư hơn trái phiếu trong ngắn và trung hạn. Thì cái này cũng tương tự giống như cái câu chuyện tôi vừa nói rồi, đó là khi mà cái thanh khoản lớn thì các tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu sẽ được tăng giá. Vâng, và tiếp theo thì cũng tương tự như ý của anh Tuấn nói, đó là những con cá voi bất đắc dĩ, tổng tài sản của Fed, ECB và BOJ đã lên tới 24.000 tỷ USD. Thì kể từ khi mà đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan cho đến nay thì các ngân hàng trung ương ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã chi tới 9.000 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế. Và làn sóng tiền đó đã biến cái cục dự trữ liên bang, ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Nhật Bản trở thành những con cá voi lớn trên thị trường và nâng tổng giá trị tài sản của họ lên tới 24.000 tỷ USD. Và những quý nhà đầu tư nhìn thấy bằng các điều kế toán của Fed, BOJ và ECB tăng 800% kể từ tháng 1 năm 2018 thì có thể thấy là cái bằng các điều kế toán này đã tăng lên rất mạnh, thì cho thấy là những cái tài sản của tính lỏng sẽ tăng giá trong thời gian tới liên tục. Tiếp theo đó là 6 tháng đầu năm thì Việt Nam đón chưa đến 100.000 khách quốc tế. Thì trái ngược với hàng không toàn cầu thì tổng số chuyến bay ở Việt Nam vẫn đang thấp hơn cả năm 2020. Và trong 6 tháng đầu năm thì Việt Nam chỉ ghi nhận 88.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh, giảm 97,6% so với cùng kỳ năm 2020 và khiến cho doanh thu du lịch lữ hành chỉ đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ năm 2020. Thì điều này cho thấy tốc độ tiêm vaccine là yếu tố quyết định cho sự phục hồi của khu vực du lịch và lữ hành, đặc biệt là trong bối cảnh các hãng hàng không của Việt Nam đang phải tính đến các tình huống xấu nhất. Chúng ta vẫn có ngồi nghĩ đến câu chuyện của bên Phnom Penh của bên Campuchia, thì tổng thống bên đó cũng đưa ra một chính sách đó là phong tỏa toàn bộ cái thủ đô Phnom Penh và họ sẽ thực hiện tiêm phòng vaccine. Và điều đó tôi nghĩ rằng là câu chuyện đó còn phải diễn ra tại Việt Nam, tức là chúng ta sẽ ưu tiên tiêm phòng vaccine cho các đầu tàu kinh tế trước, bao gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, tức là những nơi mà cái thủ phủ sản xuất chính của Việt Nam. Thì trong trường hợp như thế thì tôi tin rằng là cái việc mà đạt được miễn dịch cộng đồng cao tăng lên nhanh hơn rất là nhiều. Và trước đó cũng có một chuyện với cả một anh bên Bộ Y tế Trung ương, thì Tuấn nhận thấy rằng là quan điểm của anh cho rằng
tiêm vaccine một vaccine ở Việt Nam mình có thể đạt được cái mức miễn dịch cộng đồng vào trong năm nay, tức là hết 2021 thì không, thì đó điều đó cho rằng là tôi tin rằng là cái câu chuyện mà ngành hàng không có thể hồi phục bắt đầu ngay từ đầu năm tới, và đây là cái điểm bắt đầu có thể cân nhắc thò chân dần dần vào cái ngành hàng không. Tức là đương nhiên thì chúng ta phải chọn đúng cổ phiếu, nhưng nếu chọn sai cổ phiếu rất là rủi ro. Vâng, và đấy là những cái thông tin chính bộ của chúng tôi. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang kênh cổ phiếu. Thứ nhất đó là kênh đầu tiên là lợi nhuận chìa khóa cho dòng tiền. Thì EPS của các doanh nghiệp và chỉ số index thị trường có mối tương quan cùng chiều, đây là theo một báo cáo của Rachel Group. Và lợi nhuận và sự tăng trưởng của doanh nghiệp là động lực thúc đẩy quan trọng cho giá cổ phiếu. Và hiện tại thì tại thị trường chứng khoán Việt Nam thì giá cổ phiếu đang chạy trước mức tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp, và thị trường đang có xu hướng phân hóa khi các ngành có lợi thế phát triển sẽ tiếp tục tăng trưởng về giá cổ phiếu, và ngược lại thì những ngành còn lại khi mà không có tính đột phá thì giá cổ phiếu có khả năng là đi ngang để chiều lợi nhuận. Chúng ta nhìn cái biểu đồ mà quý vị đang nhìn thấy đó là có một cái đường đường thẳng đấy, thì những thị trường nào ở trên đường thẳng đấy, tức là giá tăng trưởng nhanh hơn cái lợi nhuận, và những thị trường nào mà dưới đường thẳng thì tức là giá tăng trưởng chậm hơn lợi nhuận. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là đây có Mỹ hay là Đan Mạch là những đất nước mà đang có giá tăng trưởng nhanh hơn lợi nhuận tăng trưởng rất là nhiều. Ở Việt Nam mình đâu đó tập gần quay khung Mỹ, vì Việt Nam mình cũng đang là một nước có tăng trưởng giá cổ phiếu đang tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra thì cái câu đánh giá của Huyên vừa nãy đó là những cái ngành nào mà được thuận lợi sau Covid này sẽ tiếp tục tăng giá, cho dù rằng là cái giá đang cần phải điều chỉnh một chút để chờ mức lợi nhuận video. Tuy vậy một số ngành nó đang sẽ được thuận lợi tiếp tục tăng trưởng phân hóa. Thì có một cái ngành tôi tin rằng là sẽ được tiếp tục tăng, đó là ngành bán lẻ. Vì sao? Vì trong thời gian Covid thì có rất nhiều các công ty bán lẻ đi xuống, nhưng ngược lại thay đổi thói quen tiêu dùng. Ngày xưa ví dụ người ta quen ra ở chợ, người ta mua một mớ rau hay là đưa tiền mặt, thì bây giờ họ đã đi sang một cái đường mới, đó là họ mua online rồi họ thanh toán bằng chuyển khoản, thanh toán bằng QR Pay đó. Thế thì những doanh nghiệp ví dụ như là Thế Giới Động thì họ đang có đang rất là vất vả trong Bách Hóa Xanh. Khi mà Bách Hóa Xanh họ cần phải qua điểm hóa vốn và cần phải kéo thêm một khách vào cái cửa hàng của họ, thì bây giờ nhờ cái Covid này tự nhiên rằng là cái lượng mua hàng của họ tăng lên rất là nhiều đó. Thì tôi nghĩ rằng Thế Giới Động có thể là một cái case rất là tuyệt vời để chúng ta đầu tư đó. Thì đấy là một cái ý tưởng của Tuấn. Ngoài ra thì quý vị nếu có câu hỏi thì quý vị có thể đặt ngay câu hỏi ở phần live stream phía dưới, thì có gì tí nữa hai chuyên gia sẽ cố gắng trả lời hết câu hỏi của quý vị. Và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì trong tuần vừa qua thì chúng tôi có làm hội thảo chiến lược đầu tư 6 tháng cuối năm của năm 2021, và chiều ngày thứ năm ngày 8 tháng 7 năm 2021 thì các nhà đầu tư đa số là đều có những cái sự bình chọn cổ phiếu với những đặc tính đó là có lợi thế cạnh tranh cao hay là ngành tăng trưởng và định giá an toàn. Và trong cái buổi hội thảo ngày hôm đó thì chúng tôi có đặt câu hỏi là top 3 cổ phiếu nhà đầu tư sẽ lựa chọn đầu tư nhất trong vòng 6 tháng cuối năm. Thì trong đó thì quý nhà đầu tư có lựa chọn 3 cổ phiếu, đó là MWG, Techcombank và HPG. Thì điều này cho thấy là các nhà đầu tư cá nhân đang ngày càng hướng đến cái mục tiêu đầu tư an toàn và bền vững. Vâng. Trước khi bắt đầu tiếp thì em hãy xem kiểm tra sao, thấy mọi người kêu rằng là mic đang hơi bị kém. Ok, mic sửa xong rồi. Thì đây là cái buổi hôm trước mà bên VNREX có thực hiện chia sẻ đến quý nhà đầu tư về chiến lược đầu tư 6 tháng cuối năm. Và những hình mà quý vị đang thấy đó chính là cái câu hỏi đặt ra rằng là 3 cổ phiếu nào mà quý vị cảm thấy ưa thích nhất trong 6 tháng đấy. Và đây là chính là những khách hàng của VNREX đặt ra và họ tự bình chọn. Thì hôm nay nhận thấy rằng là có rất nhiều cổ phiếu, tức là chúng ta sẽ nhìn thấy cái mà in hình chữ đậm to nhất và trung tâm thì là được bình chọn nhiều nhất. Các ô khác mà cứ có chữ to ấy, cũng thật là những cái cổ phiếu được bình chọn nhiều. Thì đây ta có thấy là có Techcombank này, có Thế Giới Động, có Hòa Phát, có Vinhome, có FPT, đúng không ạ? Thì đấy là những công ty mà đang được rất nhiều nhà đầu tư ưa thích, hay MB Bank đó. Thì quan điểm của Tuấn thì Tuấn cũng rất là ưa thích những công ty này thôi. Ví dụ như Tuấn rất thích Thế Giới Động với cả PNJ, đúng không ạ? Thế Giới Động thì họ có câu chuyện Bách Hóa Xanh họ bị kéo lùi cái lợi nhuận của họ trong mấy năm qua. Thế bây giờ nhờ Covid thì tự nhiên rằng là Bách Hóa Xanh được phát triển tốt hơn. PNJ thì Tuấn rất ưa thích cái tầm nhìn của bên lãnh đạo bên đó, tức là khi mà tất cả các nhà bán vàng vẫn còn loay hoay trong cái vấn đề ăn uống thì họ đã nghĩ việc xây dựng đội nghệ nhân vàng từ cách đấy khoảng 10 năm trước khi thị trường bùng nổ.
Đó, hay là bên Đông Á Banh là họ là ngân hàng đầu tiên đưa cái mô hình ATM ở Việt Nam, trong khi đó các ngân hàng khác vẫn chưa nghĩ đến việc đó. Thì đấy là những cái tầm nhìn rất là lớn của ban lãnh đạo của bên PNJ, và Tuấn rất ưa thích công ty này vì điều đó. Rồi ngoài ra thì một số công ty khác, ví dụ như là Vinhome, khi mà cái quỹ đất bất động sản nó được mở rộng ra, quỹ đất bất động sản mở rộng ra, và đồng thời là bất động sản vùng ven, rồi thu nhập người dân tăng lên, khiến cho người dân đi ô tô nhiều hơn và bất động sản vùng ven sẽ được hưởng lợi đó. Và đồng thời là những Vinhome sẽ được bàn giao rất nhiều cái dự án mới trong cái cuộc nửa cuối năm nay. Thì đấy là những cái đặc điểm rất là lớn của Vinhome. Ngoài ra thì có thể xem xét trên Nam Long, khi mà Nam Long một cổ phiếu có cái thời gian triển khai dự án rất là nhanh, và cái giá của họ rất là rẻ. Là một phép tính là quỹ đất của Vinhome thì gấp khoảng 25 lần, 15 lần quỹ đất của Nam Long, nhưng mà vốn hóa thì gấp khoảng 30 lần, Tuấn không nhớ lắm, 25, 35, gấp 35 lần. Đó, Nam Long là một cổ phiếu rất là rẻ. Ví dụ vậy thì quý vị có thể lựa chọn công ty này. FPT thì vẫn đi theo cái hướng theo cái trend chuyển đổi số của toàn thế giới nói chung, và Việt Nam nói riêng. Rồi Techcombank có những câu chuyện riêng, ví dụ như là một vài thông tin rằng họ sẽ có những cái động thái M&A đó. Thì ví dụ vậy, thì đấy là những cái quan điểm của Tuấn về những cổ phiếu này. Vâng, kèm theo những cổ phiếu mà anh Tuấn có nhắc đến thì tuần này chúng tôi có nhắc đến cổ chi tiết về cổ phiếu ANV, thì lợi nhuận 5 tháng ước đạt là 114 tỷ đồng. Thì thị sản Việt Nam thông qua kế hoạch năm 2021 thì tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 12% và 4,3% so với kết quả của năm 2020, và công ty dự duy trì mức cổ tức năm 2021 tại tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt. Và kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm của ban lãnh đạo cho biết là doanh thu ước đạt là 1.460 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 114 tỷ đồng, thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận năm. Và mới đây thì ANV là bị đơn tự nguyện được hưởng mức thuế 0 USD trên kg, tức là không phải kiểm tra riêng lẻ và mức thuế dựa vào mức của các đơn vị bắt buộc. Dù vậy thì phía công ty vẫn bỏ ngỏ câu hỏi về lộ trình quay lại thị trường Mỹ trong thời gian tới. Trên thị trường Nga thì công ty cho biết là đã quay trở lại. Tính từ ngày 12 tháng 5 đến nay thì ANV đã xuất 51 container hàng vào thị trường này. Thì bên cạnh những mảng thủy sản thì ANV cũng đầu tư dự án điện mặt trời áp mái, và hiện thì ANV đã đầu tư xong 53 MW trong năm 2020. Và Tuấn muốn comment thêm một chút về ANV, thì Tuấn vẫn luôn nói trong từ những lần trước, đó là ANV họ tăng cái công suất từ 200 ha, tức là cái vùng nuôi họ 200 ha lên khoảng 700 ha, tức là vùng nuôi tăng rất là mạnh, vùng nguyên liệu tăng lên rất là mạnh, trong khi đó thì họ mở rộng được thêm ở thị trường Mỹ. Thì đấy là hai cái điểm mà đặc biệt Tuấn rất là ưa thích ở cổ phiếu này, khi mà họ mở thêm được thị trường, họ tăng được thêm công suất. Tuy vậy thì tại thời điểm hiện tại để xuất khẩu thị trường Mỹ thì họ sẽ còn khá nhiều khó khăn, nhất là trong điều kiện mà cái chi phí cước container hàng hóa tăng lên rất là cao, tăng gấp 4 đến 5 lần so với ngày xưa. Thì trong trường hợp như thế thì ANV chúng ta sẽ cần phải chờ lâu hơn một chút. Và đặc biệt điểm một điểm nữa rằng là công ty này công ty có vốn hóa không phải lớn lắm, vẫn khá là nhỏ. Chính vì vậy mà quý vị không nên mua đuổi cổ phiếu này, mà chỉ nên mua khi mà có cơ hội sụt giá rất là sâu, ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì chúng tôi sẽ cập nhật về hiệu quả của quỹ VNGAP tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2021. Thì tăng trưởng của NAV trên chứng chỉ quỹ của quỹ VNGAP đạt 47,15% so với VN30 Index là đạt 46,57%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh thu nhập cố định. Thì tiền gửi tháng 7 năm 2021 thì chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. Với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước thì biểu lãi suất huy động không có biến động. Và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì có VPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng 1,2% về mức cũ. Theo đó thì lãi suất huy động 12 tháng giảm từ 6,5% xuống mức 5,3% trên một năm, áp dụng từ ngày 3 tháng 7 năm 2021. Các ngân hàng khác thì không có biến động. Và trong bối cảnh phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất, cộng với là CPI 6 tháng tiếp tục tăng chậm, thì bình quân 6 tháng CPI tăng 1,47% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong vòng 5 năm và vẫn xa mục tiêu là 4%. Và dự báo ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục duy trì những cái chính sách tiền tệ để hỗ trợ tiếp sức cho nền kinh tế và chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. Chúng ta nhận thấy rằng là khi mà cái dịch Covid lần thứ tư này bùng phát ấy, thì ngân hàng nước cũng có rất nhiều động thái để hỗ trợ thanh khoản, và khiến cho cái lãi suất trong cái tuần vừa qua bắt đầu có xu hướng sụt giảm trở lại. Thì đó thì trong điều kiện mà lãi suất mà sụt giảm ấy, Tuấn tin rằng là định giá thị trường sẽ tiếp tục ở mức mức cao hơn thôi đó.
Vâng, và chúng ta sẽ chuyển sang tin tiếp theo của kênh thu nhập cố định, đó là trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn. Thì trong 6 tháng đầu năm 2021 thì có 306 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt là 186.683 tỷ đồng và tăng 19% so với cùng kỳ. Ở nhóm ngân hàng thương mại thì có tỷ trọng giá trị phát hành lớn nhất đạt là 68.113 tỷ đồng, có 85,3% trái phiếu phát hành kỳ hạn từ 2 đến 4 năm và lãi suất thấp từ 3 đến 4,2%. Tiêu biểu thì ở đây có nhắc đến là ACB, VB Bank và TB Bank. Về nhóm bất động sản thì giữ vị trí thứ 2 với 61.988 tỷ đồng, đạt khoảng 25,4% trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc là có tài sản đảm bảo là cổ phiếu, lãi suất dao động từ 8 đến 13% trên một năm. Và với nhu cầu phát hành trái phiếu của các ngân hàng thương mại trong năm 2021 sẽ tăng cao, thì đặc biệt là trái phiếu tăng vốn nhằm giúp các ngân hàng bổ sung cho vốn cấp 2, tức là vốn bổ sung, và tăng tỷ trọng nguồn vốn chung dài hạn và cải thiện hệ số an toàn vốn. Chúng ta nhìn lại cái slide này một chút thì chúng ta nhìn thấy rằng là ngân hàng đang vay mức lãi suất rất là thấp. Khi mà ACB họ huy động cái kỳ hạn của dạng trung hạn, tức là từ 2 đến 4 năm là kỳ hạn trung hạn rồi, và mức lãi suất chỉ có 3 đến 4,2%, mức lãi suất đâu đó gần sát với cả mức trái phiếu chính phủ, đương nhiên là thấp hơn, vẫn cao hơn trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, đúng không? Nhưng mà về cơ bản tôi thấy rằng là đây là mức lãi suất rất là thấp, và như vậy thị trường mình sẽ chưa bị áp lực quá nhiều đâu về việc tăng lãi suất trong thời gian tới. Phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ cập nhật về kênh thu nhập cố định tại VN Direct đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thì tại VN Direct có kênh D-Money, quý nhà đầu đây là cái kênh mà lại sẽ được hưởng lãi suất cam kết của VN Direct. Quý nhà đầu tư với giá trị đầu tư tối thiểu là 1 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 1 tuần đến 2 tháng thì với lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Và kênh thứ hai đó là kênh D-Bond, trái phiếu mà VN Direct cam kết lãi suất cố định. Thì khi quý nhà đầu tư trong kỳ hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 6,8% đến 8,4%. Tiếp theo thì sang kênh tài sản khác, đó là sang kênh bất động sản thì LGG giá bán căn hộ thành phố Hồ Chí Minh tăng 4-5% do nguồn cung khan hiếm, giá nguyên vật liệu tăng. Thì ở đây thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy slide thì chúng tôi nguyên nhân ở đây là do 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã gây ra trì hoãn hàng loạt các sự kiện mở bán và cản trở gia nhập thị trường của các dự án mới. Nguyên nhân thứ hai đó là do vướng mắc pháp lý, và nguyên nhân thứ ba là giá của NVL leo thang. Giá của nguyên vật liệu leo thang nên nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh bị hạn hẹp dẫn đến là giá bán tăng từ 4-5%. Anh Tường có đánh giá gì về kênh bất động sản không ạ? Vâng ạ, thì chúng ta biết rằng giá thép sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các nhà thầu khi mà họ cam kết ở mức thấp này, vì bây giờ khi mà họ bị chậm tiến độ, tức là cái thời gian triển khai dài cũng với giá thép tăng, thì tự nhiên rằng là họ triển, tức là họ bán ra, họ xây dựng sẽ bị chết tiến độ. Ngược lại, trong điều kiện như vậy thì những doanh nghiệp nào mà có cái khả năng triển khai dự án nhanh này, có năng lực tài chính tốt này, có nhiều lợi thế cạnh tranh thì họ sẽ ra hàng được đúng tiến độ, và khi mà cái giá như vậy thì khi họ ra hàng thì giá cũng sẽ cao hơn. Thì ví dụ như Tuấn còn lấy ví dụ rồi, đó là Vinhome hay Nam Long là những công ty được chứng minh rằng là cái khả năng thực thi của họ cực kỳ tuyệt vời, cái năng lực tài chính của họ rất là tốt, thì đó là những hai doanh nghiệp có thể được hưởng lợi trong giai đoạn 6 tháng cuối năm. Vâng, tiếp theo của kênh tài sản khác thì chúng tôi có nhắc đến đồng tiền số, đó đồng tiền điện tử, đó là Ethereum, sự đột phá của tiền điện tử. Thì được phát hành từ năm 2015 thì Ethereum còn được gọi là Bitcoin 2.0. thì Bitcoin có lẽ là quý nhà đầu tư sẽ nghe đến thường xuyên hơn, còn Ethereum thì chắc không phải là ai cũng nghe thấy. Và với đồng tiền này thì anh Tuấn sẽ giải thích kỹ hơn với quý nhà đầu tư. Hai đồng tiền này khác nhau một chút thôi, tức là ví dụ như Bitcoin thì nó sẽ có một cái mức giới hạn nhất định, tức là họ sẽ có tối đa là 24 triệu đồng tiền được khai thác ra, tức là nó có giới hạn. Nhưng mà Ethereum thì nó là một cái đồng coin mà nó sẽ có độ lạm phát cứ 13 giây thì sẽ sinh ra thêm hai đồng coin Ethereum mới, và hai đồng coin Ethereum ấy thì được phân bổ cho các miner, tức là những người đào tiền á. Thì như vậy chúng ta nhận thấy rõ ràng là Ethereum là có mức độ lạm phát nhất định, và Tuấn có ngồi tính toán thì cái mức lạm phát của Ethereum đâu có khoảng từ 2-3% một năm. Tuy nhiên về dài hạn hơn thì 13 giây mà sinh ra 2 đồng trên một con số 1 tỷ đồng chẳng hạn với con số 500 triệu đồng rất là khác nhau, đúng không ạ? Thì về dài hạn thì cái mức lạm phát sẽ giảm dần đi theo thời gian. Đồng Ethereum tăng giá được hay không nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tốc độ người dùng sử dụng cái đồng Ethereum. Ví dụ Bitcoin thì khi mà nhiều người dùng lên thì giá của Bitcoin cũng tăng lên rất là mạnh, nhất là trong điều kiện mà Bitcoin
càng ngày cái số lượng tiền mới sinh ra càng ít, nhưng mà cái tốc độ tiền mới sinh ra của đồng Ethereum thì gần như là không đổi. Tuy nhiên thì sắp tới là bên Ethereum có dự kiến rằng họ sẽ chuyển cái chế độ đào miner sang cái chế độ proof stake, tức là dựa trên bằng chứng cổ phần, thì lúc đó mọi chuyện có thể thay đổi, nhưng hiện tại thì vẫn đang là theo proof of work, tức là bằng chứng công việc đó. Thì theo dạng bằng chứng công việc thì vẫn tiếp tục 13 giây sinh ra hai đồng coin mới. Thì đấy là sơ qua một chút về cái hai đồng tiền này. Thì riêng ETH thì tức là Ethereum ấy, thì họ có một đặc điểm rằng là họ xây cái nền tảng cho những công ty khác chạy trên nền tảng của họ. Ví dụ họ làm smart contract, tức là làm những hợp đồng thông minh giữa người này với người kia, thì sẽ có những công ty sẽ chạy được trên nền tảng ETH. Còn riêng Bitcoin thì nó chỉ là một đồng currency, tức là chỉ là một đồng tiền thôi, nó chỉ có một chức năng là thanh toán, còn ETH thì nó một chức năng là nền tảng đó. Thì ETH nó sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn là đồng tiền Bitcoin. Đấy là một vài quan điểm của Tuấn về hai đồng tiền này. Vâng, và chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần câu chuyện đầu tư. Thì tuần này anh Tuấn đem đến cho quý nhà đầu tư câu chuyện gì ạ? Vâng, trước khi bắt đầu thì Tuấn xin nhắc lại nữa là nếu anh chị có câu hỏi gì, anh chị có thể comment ngay vào phần livestream trên Facebook, và tí nữa thì Tuấn và Duyên sẽ trả lời câu hỏi của anh chị. Trong tuần này chúng ta có một câu chuyện về hình bóng những công ty vĩ đại xuất phát từ đâu. Qua câu chuyện này thì Tuấn nghĩ rằng là tin rằng là các anh chị có thể tìm đâu đó suy nghĩ được cái công ty mà mình có thể nắm giữ mãi mãi được. Như cụ Warren Buffett nói là khi chúng ta mua một công ty thì chúng ta hãy suy nghĩ cho việc chúng ta đang cưới vợ, sắp cưới vợ, và khi mà cưới vợ chúng ta cần phải xem xét rất nhiều thứ, đúng không ạ? Đó thì đây câu chuyện này, câu chuyện về thám hiểm Bắc Cực giữa hai anh chàng. Một anh chàng là chàng Roald Amundsen, và anh chàng thứ hai là anh chàng Robert Falcon Scott. Thì anh Scott là người Anh, và Scott này là một đại tá quân đội, được mô tả là người rất là đẹp trai, rất là khỏe mạnh. Còn đối diện với anh là ông Amundsen, thì ông ấy không có nhiều tiếng tăm, ông là người rất là bình thường thôi. Thì năm 1911 là hai đoàn cùng bắt đầu đi thám hiểm. Thì đoàn của ông Amundsen là đoàn Na Uy, và đoàn của người Anh thì là ông Scott đó. Thì sau khi họ đi thì khi mà Scott đến được cái điểm đích ấy, thì lúc đó họ đã thấy cờ của Amundsen cắm ở đó rồi, và họ bị trễ so với cả Amundsen khoảng một tháng. Nhưng điều đáng buồn xảy ra rằng là trong cái chiều về, cả đội Scott đấy tất cả thiệt mạng, và người ta đã tìm thấy trong cái lời nhật ký cuối cùng của Scott ấy, là họ không còn thức ăn, và họ bị cái mưa bão của Nam Cực làm cho họ bị đóng băng và chết, tức là toàn bộ đoàn bị chết đông cứng ở đó. Và đội cứu hộ sẽ tìm thấy xác họ sau khoảng 8 tháng sau đó. Đấy. Thì câu hỏi đặt ra là câu chuyện gì đã diễn ra, và tại sao đoàn của Amundsen có thể đi nhanh hơn đoàn của Scott là một tháng, đồng thời về đích rất là an toàn, đoàn Scott thì bị chết cóng giữa đường. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại cái bắt đầu của hai đoàn này. Thì đoàn của Na Uy Amundsen là ông ấy dành rất là nhiều năm để ông chuẩn bị về thực lực này, rồi ông ấy sống với cả người Eskimo để quan sát cách họ di chuyển, và cuối cùng ông ấy quyết định rằng là dùng chó, giống như người Eskimo dùng chó để kéo cả đoàn xe đi, để bởi vì chó rất là ít toát mồ hôi. Nhưng ngược lại thì đoàn của ông Scott người Anh là ông ấy không dành đủ thời gian để tìm hiểu kỹ về cái hành trình ông ấy, ông chỉ dựa vào sức khỏe của mình thôi, và ông quyết định dùng ngựa. Nhưng trong khi đó ngựa thì là một loài vật toát rất nhiều mồ hôi, và chính vì vậy khi mà đi trên một con đường mà rất là lạnh như vậy thì ngựa dần dần bị kiệt sức. Rồi Amundsen, Na Uy thì thử nghiệm rất nhiều loại thức ăn khác nhau. Trong cái đó thì Scott chỉ chưa còn quan tâm đến cái đoạn rủi ro nhất đó. Rồi Amundsen, Na Uy thì lại mang nhiều thức ăn hơn cần thiết. Ví dụ như họ mang thức ăn trong một tháng thì họ mang thức ăn, tức là bình thường một tháng thì họ mang thức ăn tận 2 tháng liền. Trong đó thì đoàn Scott của người Anh thì ông chỉ mang gần như chỉ vượt quá một chút thôi. Ví dụ một tháng thì ông mang khoảng một tháng 10 ngày ví dụ vậy. Đó. Thì khi mà cái quá trình bị trễ diễn ra thì khiến cho đoàn Scott bị thiếu thức ăn và chết. Thì nếu như chúng ta nhìn lại, nếu coi đây là hai doanh nghiệp để đầu tư thì chúng ta sẽ chọn doanh nghiệp nào? Thì chúng ta nhận thấy rằng là khi đầu tư chúng ta những công ty mà có nghiên cứu kỹ về thị trường này, làm tất cả các trường hợp để giảm rủi ro gặp phải. Rồi họ có rất nhiều nguồn dự trữ để giảm cái rủi ro, và họ có thể đi tiếp tục đi với dự án này đến cuối cùng, thì đó là những công ty có dự án có khả năng thành công cao hơn. Rồi thứ hai là những công ty có đặt cái chiến lược là đặt nhỏ đi trước và đặt bắt cho sau, tức là họ bắn những phát súng dò đường trước,
Và nếu như phát súng này bị trượt thì họ sẽ tiếp tục bắn phát súng khác tiếp. Cho nên khi nào mà họ nhìn thấy phát súng này trúng đạn, lập tức họ mới bắn một cái đại bác rất là lớn, một số lượng vốn rất là lớn. Thì những công ty đó sẽ công ty vĩ đại, họ thử nghiệm ở quy mô nhỏ và sau đó bắt đầu mới làm. Mà khi quy mô nhỏ thành công thì họ bắt đầu mới làm nhân rộng ra rất là lớn. Thì ví dụ một công ty mà Tuấn cảm thấy rất là đáp ứng điều kiện này, ví dụ như công ty về thế giới động chẳng hạn, thì trước khi họ phát triển một cái gì đó rộng khắp thì họ sẽ thử nghiệm rất là kỹ càng ở quy mô nhỏ. Ví dụ như điện máy xanh, họ thử nghiệm 3-4 cửa hàng rất là kỹ rồi, sau đó họ nhân rộng cực kỳ nhanh. Đó, thì đấy là một cái điểm. Điểm thứ hai nữa là ví dụ kể cả Bách Hóa Xanh đấy, họ cũng thử nghiệm quy mô rất là nhỏ, từng bước một, cho khi mà cái mô hình đấy được chứng minh là thành công, họ bắt đầu mới nhân rộng ra. Đó, thì đấy là một cái hình bóng công ty vĩ đại. Dạ vâng, và trước khi chúng tôi chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư thì chúng tôi xin phép được quảng cáo các chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư có thể biết được thông tin để theo dõi. Thì ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư của chúng tôi vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần thì chúng tôi còn có chương trình Cổ phiếu 360 độ, phân tích một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực, và được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và chương trình thứ hai đó là chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư. Thì hiện tại chương trình này của chúng tôi sẽ dành cho khách hàng của VN Direct thì sẽ được tổ chức vào lúc 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Thứ ba nữa là một chương trình vô cùng đặc biệt của chúng tôi, đó là chương trình Đối Thoại Với PN. Thì với chương trình này thì chúng tôi sẽ mời những PN nổi tiếng trên thị trường để đến chia sẻ những triết lý và chiến lược đầu tư. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hai tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng trên Facebook và Facebook, đó là cộng đồng VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững, và thứ hai đó là cộng đồng VN Direct cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade. Thì ở trên đây thì chúng tôi đã để những cái QR code thì quý nhà đầu tư có thể nhấn vào màn hình để có thể tham gia vào những cộng đồng của chúng tôi, và tất cả những thông tin của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư page Facebook. Và sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Ok. Câu hỏi đầu tiên đó là của bạn Nguyễn Đức Giang, CTG có nên giữ không, hàng không dùng margin ạ? CTG thì ok, đến bây giờ thì nếu bán thì nó sẽ bị gặp cái rủi ro thị trường. Nhưng ngược lại thì nếu như nhìn trong cái trung hạn khoảng 3 tháng tới hoặc là 1 năm tới đi, thì CTG có tính gọi là chu kỳ, theo kiểu gọi là chu kỳ về tính nhiệm kỳ rất là lớn. Khi mà trước khi anh Thọ anh ấy chuyển sang bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre thì phải, đúng không ạ? Thì anh sẽ làm sao cho cái kết quả kinh doanh nó tốt nhất có thể. Trong điều kiện như thế thì giá cổ phiếu cũng sẽ được hỗ trợ. Nhưng ngược lại khi mà anh Thọ đi thì đồng thời với việc là Tuấn nhìn thấy rằng là cái của để dành cho công thương không có nhiều, thì cái động lực tăng trưởng của giá cổ phiếu của CTG ít nhất là trong 6 tháng tới sẽ rất là yếu. Đó, thì trong điều kiện như thế thì Tuấn nghĩ rằng là công thương sẽ không có cổ phiếu hấp dẫn trong trung hạn, trong 1 năm đến 2 năm tới. Và sang câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Nguyễn Thành Công. Thì xin hỏi anh Tuấn đánh giá tiềm năng tăng giá của VHM trong 6 tháng cuối năm và định giá của VHM. Và nếu giá MWG tăng quá nhanh so với định giá hiện tại thì nên giữ lâu dài và nhận cổ tức hay là bán chốt lời? Em cảm ơn. Với Vinhome thì Tuấn có chia sẻ lúc nãy rồi, bạn có thể trượt lại xem phần mà Tuấn chia sẻ cái phần mà Dũng ơi, em có thể cho giúp anh cái slide về các cổ phiếu mà được bình chọn, các khán giả bình chọn nhiều nhất lên được không? Thì đó, thì trong cái phần đó thì Tuấn có bình chọn nói lại về Vinhome rồi. Và trong cái câu chuyện Vinhome thì Tuấn tin rằng câu chuyện 6 tháng cuối năm và đến sang năm sau cũng khá là hấp dẫn khi mà họ bàn giao rất nhiều dự án. Đồng thời đối với cả câu chuyện về thế giới động thì câu chuyện thế giới động là năm ngoái lợi nhuận của họ là khoảng 3.900 tỷ, trong đó cái lỗ của Bách Hóa Xanh là khoảng 2.000 tỷ. Thì chúng ta nhận thấy rằng là nếu như mà sang năm tới, tức là sang năm sau đi, 2022, họ hòa vốn được cái mảng Bách Hóa Xanh thì tự nhiên cái lợi nhuận từ 3.900 nó đã nhảy lên khoảng 5.900 tỷ rồi, tức là 6.000 tỷ. Chúng ta sẽ nhìn lại vốn hóa của thế giới động hôm nay đang bao nhiêu đây. Tôi nhìn lại luôn. Ví dụ vốn hóa thế giới động bây giờ đang khoảng 183.000 tỷ. Đúng không ạ? Thì cái PE nó đó chỉ còn 12 lần. Chưa kể là các mảng di động và mảng điện máy của họ vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Thì đó, trong cái điều kiện như thế Tuấn nghĩ rằng là giá này của thế giới động vẫn đang khá là rẻ so với tiềm năng nhìn đến 2022 nhé, bởi vì chúng ta chưa biết rằng là Bách Hóa Xanh khi nào thành thì hòa vốn, nhưng mà kỳ vọng rằng là 2022 sẽ hòa vốn theo quan điểm ban lãnh đạo, nhưng quan điểm của Tuấn thì có thể sớm hơn. Và sang câu hỏi tiếp theo đó là cho anh hỏi MBB giờ có nên bắt đáy giá hiện tại không ạ? Chúng ta cũng mua tích sản thôi, tất cả những doanh nghiệp mà quý vị nhìn thấy cái biểu đồ ở đây rồi. MBB là một doanh nghiệp rất là tốt, thì chúng ta cứ tích sản dần theo thời gian thôi, và
Ngay từ đầu Tuấn có nói câu chuyện về thị trường, nếu như bạn có thời gian bạn có thể review lại cái phần thị trường Tuấn nói ban đầu. Thì chúng ta sẽ cứ mua dần theo thời gian thôi, và cái giá của cả thị trường hiện tại nếu tính theo đến hết quý 2 sẽ bắt đầu sang cái mức bắt đầu rẻ rồi. Thì chúng ta hoàn toàn mua tích sản dần thôi, và chúng ta Tuấn không biết rằng là thị trường sẽ đi đến bao xa, có thể giảm đến bao xa, nhưng mà giá hiện tại Tuấn nghĩ là đã bắt đầu rẻ rồi và chúng ta phải mua dần. Theo câu hỏi của bạn Hoàng Việt Long, đó là Pet hãy đưa nhận định về thị trường trong trung hạn 1 đến 2 tháng tới đi ạ. Cho tôi... rồi, nói rồi đúng không? Tiếp theo đó là của bạn Tuấn Trần, cho mình hỏi thời điểm hiện tại thì mình muốn đầu tư dài hạn VRE có được không ạ? VRE thì Tuấn nghĩ cũng ok, ở góc độ là doanh nghiệp có rất nhiều lợi thế cạnh tranh, hệ sinh thái cũng rất là mạnh. Đó thì mình nghĩ là nắm giữ dài hạn rất là ok. Nhưng ngược lại, nếu đứng ở góc độ cơ bản nhá, thì cái PE của VRE mức là khá là cao, 26 lần. Thì trong điều kiện như thế thì Tuấn sẽ chưa thể định giá được chính xác cái doanh nghiệp này và cái động lực tăng trưởng giá nó sẽ là gì. Đó thì ok, tức là ở góc độ rất là dài hạn thì Tuấn nghĩ là công ty này rất là ok, nhưng mà ở góc độ mà định giá thì Tuấn chưa thể định giá được vì thấy cái PE nó quá đắt. Tiếp theo của bạn Linh Lan, đó là mã VIX có được đánh giá là tiềm năng không ạ? Nếu như mà VIX, chúng ta xem so sánh với VIX và Vinhome đi. Thì Vinhome là một doanh nghiệp hàng đầu ngành của VIX. Vinhome là công ty con của VIX và họ cái mảng kinh doanh nó rất là hiệu quả, và họ có cái Vinhome là một thương hiệu rất là lớn trên thị trường. Ngoài ra nếu như chúng ta đầu tư VIX thì chúng ta phải cầm Vinhome, và chúng ta phải gánh thêm rất nhiều mảng mà chưa hiệu quả của VIX, bao gồm như kiểu VRE này, Vinpearl này, VinFast, đặc biệt là VinFast họ vẫn chưa chứng minh được rằng là họ sẽ thành công. Đó thì rõ ràng là cầm VIX thì sẽ khó nhìn hơn rất nhiều so với việc mà quý vị có thể cầm Vinhome chẳng hạn, đúng không ạ? Tiếp theo câu hỏi của bạn Vanh, đó là anh xem giúp em chiều giữ của mã ACB. ACB à? ACB chất lượng tài sản rất là tốt. Họ lại có câu chuyện vào VN30 nên hình ra là cái động lực giữ giá họ cũng khá là tốt. Nhưng ngược lại thì ACB trong về mặt kinh doanh ấy, thì ACB trong khoảng 2 năm trở lại đây thì họ không có nhiều động lực tăng trưởng mảng kinh doanh mới. Tuấn hôm trước có ngồi nói chuyện thì có một cái tư duy của ban lãnh đạo bên đó rằng là họ sẽ không phát triển cái mảng trái phiếu, bởi vì họ bảo rằng là nếu như khách hàng mà tốt thì vay được thì cần gì phải phát triển mảng trái phiếu. Tức là cái quan điểm của họ ấy nó rất là conservative, tức là rất là thận trọng đối với thị trường. Thì điều đó rất là tốt trong cái điều kiện mà thị trường bị downside, nhưng ngược lại nó sẽ rất là kém khi mà thị trường đang tăng trưởng tốt. Thì đó thì trong cái quan điểm kinh doanh như vậy thì Tuấn không đánh giá cao ACB, nhưng mà doanh nghiệp này có doanh nghiệp chất lượng tài sản rất là tốt, và câu chuyện tăng giá trong ngắn hạn trong một năm tới họ vẫn là còn, đúng không ạ? Vâng. Và tiếp theo câu hỏi của bạn Tùng Lê, đó là chào anh Tuấn có thể cho mình xin quan điểm về 3 ngành tiềm năng để đầu tư trong thời gian từ 1 đến 3 năm tới không ạ? Cảm ơn anh. 3 năm tới thì Tuấn cũng nói trong cái câu chuyện của chiến lược đầu tư rồi, trong cái hình cái đoạn phần mà Tuấn nói về top khách hàng đang đưa ra đó, thì Tuấn có xin nhắc lại thôi, đó là ngành về quan điểm của Tuấn, cá nhân Tuấn thôi, đó là ngành bán lẻ khi mà cái thói quen người tiêu dùng bị thay đổi như là thế giới động, như là PNJ. Rồi ngành thứ hai là ngành bất động sản với đại diện là Nam Long Vinhome, bởi vì cái ngành cái bất động sản vẫn là cái kênh đầu tư chính của hầu hết người dân Việt Nam đó. Rồi thứ ba nữa thì có thể là tiếp tục vẫn là ngành ngân hàng, bởi ngành ngân hàng vẫn là ngành gọi là mạch máu nền kinh tế. Ok, chắc là chúng ta thêm một vài câu hỏi nữa thôi. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo đó là rủi ro dịch bệnh lan rộng thì có thể ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của các doanh nghiệp quý 3, quý 4 không ạ? Thì Tuấn như có một điểm rằng là nền kinh tế Việt Nam mình đó là nền kinh tế sản xuất. Nó rất khác với nền kinh tế các nước khác là nền kinh tế tiêu dùng và dịch vụ. Thì nền kinh tế sản xuất nó sẽ một điểm là nó quan trọng nhất, đó là anh có thể sản xuất được bao nhiêu và anh mang xuất khẩu được bao nhiêu. Nhất là Việt Nam mình đang một đất nước gọi là xưởng sản xuất của thế giới. Thì Tuấn nghĩ rằng là cái mảng cái câu chuyện ảnh hưởng của Covid với Việt Nam thì nó sẽ không quá lớn, mà nó sẽ nằm ở việc rằng là liệu mình có đủ công nhân để phục vụ các xưởng sản xuất hay không. Và nhất là trong điều kiện mà Việt Nam mình đang nhập khẩu Covid, nhập khẩu vaccine rất là nhiều ấy. Như Tuấn Ngó nói trong cái chương trình lúc ban đầu ấy, đó là việc nhập khẩu vaccine có thể kết thúc trong tháng 12 2021 này, có thể tiêm phòng được khá là từ 60 đến 70% dân số Việt Nam. Thì trong điều kiện như thế thì Tuấn nghĩ rằng là
quý 3, quý 4 sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đấy quan điểm cá nhân thôi. Dạ vâng. Và còn các câu hỏi của quý nhà đầu tư thì chúng tôi xin phép được trả lời tại comment của quý nhà đầu tư vì thời gian không có hạn. Ngoài ra thì tôi thấy có câu hỏi về 6 tháng cuối năm thì quý nhà đầu tư có thể xem lại cái video của chúng tôi về chiến lược đầu tư 6 tháng cuối năm của hôm thứ năm tuần trước là ngày 8 tháng 7. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.